Và bây giờ xin gửi tới anh em một ca khúc Cuộc Tình Trong Cơn Mưa trên cái bộ âm thanh rất là hiệu quả, hiện đại, mới và rất là gọn gàng, gồm một đôi loa B52 KTB208, một sức điện AT330, một cục đẩy van và mic 3 trong 1 ở trong cái cục kinh SA600 Pro, và tiếp theo là một đôi mic cùng với cục Sony này. Và mời anh em cắm tai phone vào để nghe cái chất âm của cái bộ âm thanh này nhé. Anh em cắm tai phone vào thì nghe cái tiếng bay, tiếng bass trầm này sẽ rất là rõ, kể cả là cái giải lo lời nó phun này, một âm thanh rất là mang màu sắc rất là sang trọng anh em nhé, cũng như là cái hình thức của cái bộ này rất phù hợp với những không gian hiện đại. Người đi trong đêm mưa gió buồn, những bước chân lẻ loi một mình nỗi quanh hiu, có nghe nơi gió quanh lùng như tình yêu mới hôm nào. Khi một lần tìm đến nhau, một lần tình đam mê, tìm đâu nữa môi hôn dấu yêu đã chia xa rồi. Người đi trong đêm mưa gió buồn, nước mắt rơi muốn trôi ngập tràn những niềm đau, khóc cho lời cuối cuộc tình khi người yêu dối gian mình. Quá rồi một thời đắm say, cuộc đời buồn không hay, tìm đâu nữa khi duyên trái ngang khiến ta ưu phiền. Đêm dài nghe phố xưa vắng chân, bước chân buồn tênh trên con đường, nỗi đau như cào xé trong tim này, người yêu hỡi nào biết. Đêm dài nghe tiếng ta khóc thương, tình duyên đã tàn, giọt mưa xóa đi ưu phiền, quên mộng mơ dĩ vãng. Mãi mãi chia lìa nhau, lời yêu thương bờ môi với nụ cười, mãi mãi đôi đường cách xa, người yêu ơi đừng quên ta nhé. Anh em đang nghe cái chế độ đi vợ, và bây giờ Duy Tú sẽ gọi cái chương trình Echo cho anh em nghe. Duy Tứ đã set up hai cái chương trình để cho anh em chơi. Người đi trong đêm mưa gió buồn, nước mắt rơi xuống môi ngập tràn những niềm đau, khóc cho lời cuối cuộc tình khi người yêu dối gian mình. Qua rồi một thời đắm say, cuộc đời buồn không hay, tìm đâu nữa khi duyên trái ngang khiến ta ưu phiền. Chiều trả về khuôn viên, sân trường em ngõ vắng im lìm, thận thờ hàng cây từng bước anh đi, em ước mình
bất hoài phục ấp bên đời. Anh em có thể phê không ạ? Rất phê không? Phê để cho bạn like ạ. Alo 6712. Đây là cái tiếng mộc effect của cái phần echo nhá. Alo 6712345672. Và cho anh em nghe cái tiếng mộc của phần vật nhá. Hai cái chương trình này thì cái nhạc giống nhau. Cái nhạc giống nhau, chỉ có phần effect là khác thôi. Có hai chương trình chơi. Alo 6712. Lê 6 2. Người đi trong đêm mưa gió buồn. Lê không rú rít anh em nhé, cách chỉ có nửa mét thôi. Alo 12. Rất là sạch sẽ anh em nhé. Bộ này thì trên 30 triệu đồng. Anh em nào muốn biết chi tiết thì gọi trực tiếp cho Dô Tứ 0974682663. Một lần nữa xin chào và hẹn lại anh em trong những clip sau. Anh em đăng ký ủng hộ kênh Yêu Mến Dô Tứ để cập nhật theo dõi những sản phẩm, những clip review, demo, test về các dòng âm thanh cũng như là dòng nhạc cụ. Xin chào và hẹn lại anh em.